Đây đây đây, có cái này hay này. Đây em ơi, đây là một cái trích. Cái này hay nhá, ngầu quá. Ngầu như cái bồn cầu. Đắc à, có phải Đắc không ta? Đắc Mochi là người khác đúng không? Đù. Cha, có vẻ là khá là đầu tư nhá. Cái này không biết là có phải là em làm không hay là lấy ở đoạn nào cửa, hay là lấy ở đâu về chứ còn. Thôi, sao là màu các thứ không? Ui. Đầu tư phết nhá, đùa đó, mình mất thời gian mới làm hết đấy. Thế thì đi bay. Sập cơ luôn. Này, khoan, cái này có phải ghép âm thanh của CSGO không ta? Sao nghe cái âm thanh này không giống súng của Chikik ấy? Nhưng mà in-game thì giống thật, in-game thì là của Chikik thật. Và cái edit với cả là cái chuyển cảnh các thứ, ánh sáng này, slow mo này, đánh giá là tâm huyết đấy. Không đùa thôi. Ui, và chuyển góc cam các thứ không đã vậy. Được của nó em ơi. Happy birthday. Là sinh nhật của bạn đấy à? Ây u, đỉnh vậy. Anh em muốn mình reaction phải làm đặc sắc một tí thì anh em xem chịu xem chứ cần. Ui. Hay từ từ anh em phải vào comment luôn. Đấy, để mình ghim cái bài viết này, mình thấy thế này. Không biết, chắc là bạn đấy làm thật. Mình sẽ ghim bài viết lên. Đỉnh đấy. Đánh giá là rất là ổn nhé. Sao cái gì? À đây, của... À, nhưng mà mấy cái bài nhạc này thì... Nhạc Việt thì khó nghe lắm em. Bài nhạc Việt là bản quyền chứ. Đặc sắc à? À đây. Có cái nữa này. Cái này là... Chính kích 2, lâu rồi. Mình không biết giờ cái nick kia mình còn không. Nhưng mà cái chính kích 2 bạn ấy phát hiện ra là có khả năng bunny anh em ạ. Và đây là một cái... Là một tín hiệu tốt. Úp, hoa cải kìa, có hoa cải kìa. Đúng hoa cải đúng gì nữa. Đấy. Có hoa cải. Anh em ơi, cho mình một like anh em ơi. Like đi, like. Vô súng ạ, ok nhá. Để xem riêng xong nốt video mình đi chơi vô súng đi. Vẫn chưa được cái to một bột súng nào đúng không? Nhìn này. Bunny được thì nó lại thành hay anh em ạ. Bởi vì là nếu mình chơi thử rồi nó hơi nhạt nhẽo ở cái chỗ là em zombie các thứ ấy, chỉ đi thử du nó đi săn nó khó ấy. Nên là nếu mà Bunny được cái này mình thì nó lại thành hay. Có cái để anh em học. Ác em có 4 triệu bên Score à? Ui dồi, trời khai à? Ai em định mua cái gì? Em định mua cả cái server này luôn à? Đầu tư game ấy. Bạn ấy không có hướng dẫn ta. Ui, 200 like luôn này. Cái này thì nếu mà theo mình nhìn thì nó... Anh em sẽ là phải đảo chuột với lắc chuột nó nhanh hơn thôi thì hơn so với chuyện kích mình thì phải. À, shopping à? Ok, được em ơi. Cái này có tính là bunny không ta? Cả tuần đợi like của anh để tâm sự tuổi 18 á, mặt cười. Cyanic à, cảm ơn em nhá. Tuổi 18 à, sao em ơi? Lại có vấn đề gì nhở? Vấn đề về tâm sinh lý, vấn đề tuổi mới nhớn hay là tuổi hay là tình yêu tình báo thế nào thì ok nhá. Rồi đối anh ấy. Đúng ngày anh rảnh em ạ. Cảm ơn em. Còn nhớ người yêu cũ à? Cái thật cái cụm từ người yêu cũ này nó hơi đau đầu nha.
nói chung là bạn đi cũng như thế thôi nha. Mình cảm giác là nó sẽ không, anh em cũng rất nhìn thế nào, nhưng mình cảm giác nó không nhanh hơn bình thường là mấy, đúng không? Rồi, lại vào chơi game tí nhỉ. Reaction. Cái này từ 21 tháng 1 rồi, lâu rồi nha. Get some stuff with you. Not sad. Cause when it all falls down. Đây 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 em ơi. Cái video này của anh Nam nó đề xuất lên mình mãi luôn cái này. Cái ảnh bìa này, anh cái ảnh bìa rồi chưa kích là nó đề xuất cho mình không nói điêu đâu. Đây mình sẽ cho anh em xem. Bây giờ mình cứ bấm vào truy kích đúng không? Này, thấy không? Cứ bấm vào là y ra nó sẽ hiện lên đầu luôn. Trời ơi, 4 năm rồi anh em ạ. Chuẩn bị 5 năm đến nơi rồi. Giết chết chúng ta, đó chính là kỷ niệm. Thôi được rồi, vào chơi game đi nhỉ. Ở đây giờ cái miếu cũ ảnh, giờ này mình chắc mình sẽ khô máu nha. Cái cung thần này thì chơi nhiều rồi, chơi bên Trung Quốc nhiều rồi, để sao có cái gì mới. Cung thần kết hợp với cả quả lục, lục vô cực à. Rồi, đây là kiếm lực này em ạ, bộ combo một tím. Combo là cung thần Galaxy này. Đấy. Lục vô cực một tím và kiếm là gần cũng skin một tím luôn. Nói chung là ui, con zombie mới kìa. Con zombie mới, con zombie đấy có khả năng hút đấy đúng không? Em phải để ý vẫn nó hút đâu đúng không? Ui, thấy không? Nó hút đấy. Cho nên là cái con zombie này sẽ khắc chế mấy đứa mà đi thẩm du với cả đi săn khá là khiếp ấy. Có gì hot không? Ui, bắn có tí là chết anh em ạ. Mấy chục nghìn máu thì cũng rau dưa thôi. Ui, đây là một vét à. Một cân thất anh em ạ. Đây là một chọi tất cả. Ui giời, anh em để cái huyết thanh nó còn nguyên này. Ui, cơ bản thì là đây là cái sự khoe mẽ thôi. Lục nó có một cái giáp rồi, xong rồi là thêm cái để gần như là cái lục nó hồi giáp nhanh quá đến nỗi mà cái huyết thanh nó còn chả mất thì thôi, cái đấy thì mình chơi rồi thì cũng thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Ui được quá em ơi, Nocturne với Deathdragon gõ vỡ đầu con bóng ma rồi. Sao vòng nó bắn chuẩn đấy nhỉ, mình cầm Deathdragon mình rất là sợ mấy cái đứa bắn đi nhưng mình bắn chuẩn khoái luôn đấy. Em mình bấm nút gì nhỉ? Bấm nút E. Quên, mình nhầm. Bấm nút E. Em ơi! Ngọc ơi! Ngọc ơi! Ngọc ơi! Trời ơi, được chưa? Đấy gọi là sờ cay. Quên, bỏ đi. Rồi nhá, hai con chiến.